Mùi ngon chờ sẵn kẻ gian thản nhiên vu hầm rinh xe. Do chủ nhà sơ ý để trong hầm nên không rút chìa khóa, cửa mở toang để trộm vô lấy dễ dàng. Qua đây nạn nhân muốn nhờ kênh Sài Gòn TV chia sẻ rộng rãi vụ việc để mọi người nâng cao cảnh giác. Vụ việc xảy ra cách đây vài ngày tại khu vực quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này là buổi trưa, xuất hiện hai thanh niên chạy xe Vario giả dạng tài xế xe ôm và khách đi xe để đánh lạc hướng thị giác mọi người xung quanh. Sau khi chạy ngang một ngôi nhà thấy mở cửa trống hầm xe, tan quát hớ hên, thấy mùi ngon, cả hai tên này quyết định chọn ngôi nhà này để thực hiện phi vụ trộm cắp. Một tên ở ngoài canh, tên còn lại đi thẳng vô hầm xe quan sát động tĩnh rồi dắt chiếc xe Vision màu trắng tẩu thoát nhanh chóng. Nhìn dáng người dông chổng cao lại còn thực hiện phi vụ thoăn thoắt như thế này thì đủ hiểu chắc cũng là một thanh niên có nghề trong làng trộm cắp. Theo chủ xe, do chủ quan xe để trong hầm nên không rút chìa khóa, điều này vô tình tiếp tay cho kẻ gian lấy xe dễ dàng. Cứ chủ nhân nào cũng lấy lý do chủ quan vô tình tiếp tay cho lũ trộm như thế này thì hỏi sao có không giữ, mất đừng tìm. Toàn bộ hành vi đều được camera an ninh ghi lại, hiện clip đang được chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Một số dân mạng để lại bình luận, chủ nhà ý y quá, đậu xe trong hầm mà để quên chìa khóa trên xe thì khác gì bở treo biển mèo. Mấy tên trộm bây giờ đi săn mồi ghê lắm, sơ hở xíu là bị mất đồ vui chơi, mọi người cẩn trọng nha. Để ở trong nhà khóa cổ kỹ càng, chúng nó còn vô dắt đi, huống hồ để ở hầm, còn ghim chìa khóa lộ lộ như thế này, ẩu quá. Quả thật trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, từ trong ngõ cho đến ngoài xóm, từ trong nhà ra tới xa lộ, từ trộm cướp biệt vương đến trộm cướp thành thị. Cho nên mọi người hãy mạnh tay share những clip như thế này từ Sài Gòn TV để nâng cao cảnh giác trong mọi tình huống. Bạn thấy sao về pha ung dung xuống hầm trộm xe này? Comment cho chúng tôi biết với nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.